đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai anh em mình đã có mặt ở Vũng Tàu mọi người. Thì tối qua anh em mình lên đây rồi, nó đi chơi rồi, nhưng mà do tối rồi vô cái quán đồ quá anh em mình không quay được mọi người. Thì giữ ông anh. Ngày thứ hai anh em mình trước tiên là phải đi rửa xe trước mọi người. Tại vì hôm qua chạy xuống biển đó mọi người. Hôm qua chạy xuống biển đó, rồi nó bị cát với lại ba cái nước biển vô nó đóng cục trong bánh xe á, sét lẹt. Rồi anh em mình đi rửa xe trước cái nào mọi người, xe sạch đẹp hết đó. Rồi giờ anh em mình sẽ mà có điều này, xe của Hứa Hành đi hoàng đạp cứt bò lên mà rửa nó sạch. Đâu? Ba cái bò nằm đâu anh ba? Vậy là hôm qua hoàng. Hôm qua đi toilet hoàng. Có nhỏ nghe nè. Không có đi nhà hàng được, họ chạy lên cầu thang ta. Cái cách lên cầu thang mà cái gì hú quá lên. Là nó đó. Trời ơi, gì kỳ quá. Dung nhanh nó kêu đẩy lên. Mà bà tao đang ngồi đâu rồi. Tớ rồi nữa. Em chạy bộ, anh nhảy lên chân. Đó là hết đơn hồn. Chạy giúp rồi, chạy giúp rồi. Nó đập chút bò. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi ăn. Đi ăn rồi quay cho mọi người xem rồi anh em mình quay nguyên một ngày hôm nay anh em mình hoạt động như thế nào. Gặp lại một clip cho mọi người xem nha mọi người. Ok, bây giờ đi ăn đi. Cái giật chứ giờ, cái kiến nhỏ mới mua cũng giật nữa. Cái này có kiến không chịu đeo. Không. Trời ơi, xíu trả đó. Rồi, không trả đó rồi sao? Tính hết thì cục gánh lên lớn rồi đó. Má đeo không được trả nữa mày. Đi thôi. Giờ đi thôi. Tới quán ăn nha mọi người. Thì lần này anh Trường dắt mình đi ăn cá chép giò. Cá chép giò. Đây đây. Mình đi ăn quán này nha mọi người. À. Thì anh em mình đi ăn gần lại nói chuyện cho dễ nghe chứ. Bóp cái nút. Nhìn mai xuống. Lại gần lại. Thì bây giờ anh em mình đang ở quán mọi người, rồi anh Trưởng có đặt món hết trơn rồi, lên đây mình có quay anh Trưởng mọi người, anh cũng xem kênh mình đó thì anh đặt món cho anh em mình hết rồi, lên đây sẽ ăn cá chép giòn nha. Do là hồn quá anh em mình không có nói chuyện nhiều được, rồi món ăn ra thì mình sẽ quay món ăn thử cho mọi người xem nha mọi người. Ok. Cá chép giòn muốn mớ nói đi. Đây là món cá chép giòn nước hả anh Trường hả? Nước mua ớt mọi người. Xíu đi review ăn nha mọi người, xíu đủ món ăn luôn. Ê chúc anh em có một ngày hoạt động thật vui à. Uống bia màu trắng rồi. Không ăn đi anh Trường. Ok làm lên ăn đi. Ok ăn đi em. Thử cá đi nó. Thử nha mọi người nha. Này chấm gì anh? Chấm ớt nè. Ớt hả? Nhưng mà cá này có xương nha, nhớ ăn có xương nha. Bây giờ còn sống hả? Rồi, thì công mọi người nha. Mình thấy nó giòn lắm á. Ấy. Cá chép này nó giòn rồi. Thử nha mọi người. Dai, giòn. Nướng rất là thơm mọi người. Nó có bở giống như cái con cá mà chép ở dưới quê mình không? Dạ, dạ. Nó giòn. Giống như là thịt gà đó mọi người. Đúng rồi. Giống như thịt gà đó.
cái này mà không nói tên đó mọi người là ăn cho tôi gà. Mọi người nhìn tôi giới thiệu đi, mình lắc nó rung rung luôn rồi biết nó giòn đó mọi người, nó bị bở lắc rung rung. Ăn thử cái bụng dưới nha mọi người, béo đi già nó dài dạ nó dài nấm mèo dài không dài như nấm mèo à. Ngon lắm, cái này nó giòn dài như gân gồng vậy, gân gồng gân gồng hả, nói chung là món này ngon mọi người, đây món mới luôn nè mọi người. Này là gì anh Trường? Lòng xào dưa. Lòng xào dưa. Lòng xào dưa. Ba chỗ hẹn. Món này tặng trên đó nha, lòng xào dưa. Thử cứ thử nha mọi người. Em muốn ăn cơm hả? Lát có lẩu có bún. À mọi người nha. À có lẩu. Rồi. Muốn ăn cơm kêu cơm. Rồi bọc mì luôn. Mọi người nha. Ở đây mình có cơm trắng. Ngon mọi người. Nói chung là đồ ăn đây rất là ngon. Nó giống như thợ thà đét hả? Nhưng mà nó vẫn ngon đúng không? Nó là bình thường rồi. Cái món này nè, nó mới lạ nè. Bỏ muỗng cái chép, cái chép giòn. Cái chép tập tạ. Do lộn quá thì review sơ sơ thôi nha mọi người nha. Sơ sơ, không phải miếng. Món này là lẩu cá chép giòn mọi người, lẩu lẩu nè. Ui. À. Rồi cái này mình sẽ đổ vô. Ủa, cái này trong đây có sẵn hơn. Có sẵn rồi. Cái đó là đầu dưới xương á, nóng cho. À vậy là mình bỏ cái này vô đó. Nó luôn đi. Cá chép này nó còn sống cái hình nó cũng cứng lắm mọi người. Mình ăn cá chép mình thấy nó bở chứ cá chép này sao nó giòn quá trời. Giờ nó là cá chép tập tạ. Nó mới dài chắc. Dài như vậy. Ok rồi, thế chính rồi, ăn thử thức cho mọi người xem nha. Chào mọi người, thì bây giờ mình sẽ lấy một miếng cá này mình ăn nha. Em không biết ăn mấy rau này luôn á. Rau không biết ăn su chứ không biết ăn mấy rau đó. Mình đã ăn nướng rồi, giờ ăn lẩu rồi nó ngon luôn rồi. Rồi mời tất cả mọi người nha. Thơm. Nhưng nó không dai bằng nướng. Nó nấu lên thì nó cũng có nghĩa là nó chắc thịt nhưng mà nó không dai bằng này. Nhưng mà nó vẫn chắc thịt mọi người, vẫn ngon. Đi. Ok rất là ngon rồi. Ăn đây, ăn đây, ở dưới ăn đây. Rồi hả? Rồi dở lên coi sôi rồi đó. Đó nó nghe lại kìa. Ôi dạ. Trời. Tắt cái bạn nghe, cái bạn nó xỉa xuống ngay vậy. Giao ngon không? Da thì giòn. Giao. Giao ngon. Giao ngon. À cá. Thời gian cũng giống vậy mà hơi mềm hơn rồi. Mềm hơn lúc nướng mọi người. Lúc nãy mình nướng quá đúng không? Đúng. Ok, nói chung là rất là ngon nha mọi người. Con dẻo nó cầm cái máy quay này để mình chụp hình cho mọi người xem này. Mỗi tay mọi người. Ok, giờ để nó ăn nha mọi người nè. Quay chỗ này mỗi tay lắm, để ăn đi mọi người. Rồi hôm nay mình đi ra biển rồi quay, tại vì ở đây cũng hồn mọi người. Nói chung là quán ở đây món rất là ngon. Cái món cá chép giòn này đúng với cái tên đó. Nó giòn, nó ngon nha mọi người. Ok. Không ăn á chị ngang. Nãy giờ chị có ăn gì đâu. Không ăn chưa hả? Thì chưa thôi á. Nãy rồi nha chị ngang.
như vậy. Cái chén kệ để giống vẻ. Họ chỉ lộ bộ về về mộng nên là giảm được 10 kg á. Ăn đi, không sao hết. Nãy giờ ăn được con chén lắm mà, chứ đâu ăn gì đâu. Ok mọi người, thì giờ anh em mình đã ăn xong quán rồi đó mọi người, ăn xong buổi trưa rồi đó mọi người. Hồi sáng thì anh em mình xuống cà phê rồi đi rửa xe rồi mình mới ăn trưa xong, thì bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài bãi biển nha mọi người, rồi anh em mình lên ngọn Hải Đăng rồi đoạn heo gì đó, thì anh em mình đi rồi quay cho mọi người xem là Vũng Tàu nó đẹp cái nào nha mọi người. Ok. Bây giờ anh em mình ở công viên bãi trước mọi người. Đây. Khá là đẹp. Anh em mình ngược sáng à. Camera chuyên nghiệp mà ngược sáng. Đây nhìn khá là đẹp đó mọi người. Ở đây chắc chiều vui lắm á. Chiều đồng. Chiều chắc vui lắm á mọi người. Giờ này còn trưa. Trưa nắng quá thì chắc nó chưa được vui á. Chiều chắc mình nghĩ là vui á. Hồi nãy em xém quay được Mỹ Nam tóc dài à. Mỹ Nam tóc dài là gì? Ca mi nữ tóc dài Mỹ Nam. À. Đẹp trai lắm à. Giờ chưa thấy sau lưng không ạ? À? Thấy sau lưng thôi là biết. Chính mẹ nào. Ok. Nói chung là anh em mình đây dạo chơi đây mọi người, quay sơ mọi người con vòng cái Vũng Tàu vậy thôi. Thì nói chung là Vũng Tàu á thì mọi người đi du lịch thì phải biết mấy cái quán ăn đồ này nọ. Mình lên đây có anh Trường anh dắt đi. Thì anh dắt biết quán ăn mọi người cũng rẻ. Cũng giá cũng hành bình thường nhưng mà nó vẫn ngon nha mọi người. Còn mà không biết ăn tấp đại vô mấy cái quán mà gần mấy biển nữa thì mình không dám hứa nha mọi người. Anh Trường anh dắt mình đi, hôm qua giờ đi đâu hai quán là quán nào cũng ngon hết. Chép tối là anh em mình ăn rất là nhiều luôn mà tính tiền rất là rẻ luôn. Sợ rẻ hơn với mình luôn á. Rẻ hơn với mình luôn mọi người. Ok thì nói chung là bây giờ mình sẽ quay đây cho mọi người xem, rồi giờ anh em mình sẽ bắt đầu hành trình từ từ lên mấy cái ngọn Hải Đăng nữa mọi người, rồi anh em mình quay cái đoạn đường rồi cho mọi người xem coi, cho mọi người thưởng thức Vũng Tàu nha mọi người. Đi phượt bằng xe Honda nhớ dẫn theo cowboy nha. Gì vậy? À cũng có cowboy xe đét dẫn nghe đi chỉ đường. Cowboy xe đét hả? Dạ đúng rồi. Đi phải. Tại bây giờ anh em mình đang đứng trên ngọn Hải Đăng. Ù cái nhĩ ơi. Ù lỗ tai rồi. Ngồi xuống là điếc luôn á. Giờ sẽ cho mọi người coi cái view ở đây nha mọi người. Đây. Đó, lia chậm chậm cho mọi người xem nha. Bị cháy nắng kìa. Hay xe đét luôn kìa. Trời ơi, to lâu rồi. Dơm nè. Không cần phải dơm, không cần phải dơm. Đây. Nè mọi người thấy view nha. Đó. Ở bên đó là cái tượng Chúa Giang Tay đúng không? Không, đó bánh đó. Đó, đúng rồi. À, mình qua đặt bánh hả? À, bánh là gì? Bánh cũng là giống này. Bánh là đồi. À, bánh thấp hơn này. Đồi con heo ở đâu? Đó. Đó bên đó. Là bên đó là đồi con heo hả? Cái bên Chúa Giang Tay. Cái bên Chúa Giang Tay là đồi con heo hả? Ừ. À. Được không hay mổ đâu. Dịu ngoại. Đà Lạt Lăng Ba ơi. Như ơi xích vô mát đi, dẹo mắt mới đứng nắng hả? Như lộn rồi. Xích vô mát đi. Nói chung ở đây thì view khá là đẹp mọi người. Thì mình đi đảo á thì mình thấy được cái view biển không à. Đúng không? Đó. Ví dụ mình lên đảo mà mình lên núi á là thấy được view biển không à. Còn đây mình thấy được view toàn thành phố luôn nè. Đó. Không, mình có mua bản không? Qua chứ. Anh em hát trên TikTok á, gần cái chỗ đó có cái chỗ gì mà nó bị đập hết trơn á. Tại gì? Ở dưới ven biển á. Gì? Chỗ đó ta chết đi chụp hình quá trời luôn. Ngoài ta đập hết cho vô trong chụp hình á.
nhà là vô là bị đập chân luôn hả? Khùng quá ơi, cái nhà ta đập á, nhà quen đập rồi. Như biển đẹp lắm mọi người, để lại mình đi qua kia rồi, đi qua kia qua đây, qua biển đi qua đây nè. Đây. Bên đây cái view nó rõ hơn. Đi không? Đây cái view nó rõ hơn mọi người. Ê da, học tay vô mắt không chứ? Bên đây mát hơn bên kia. Ừ, bên kia nóng quá, bên đây mát nè. Ôi, dưới đó cái sông gì mà lớn vậy? Ủa cái sông? Cái hồ hả? Cái hồ hang thở. Ôi, đi qua. Chúng ta học hang thở đó. Hồ Xuân Hương bay. Hồ Tùng Mậu á. Hồ Tùng Mậu cái đường nhà mình. Trên đó là đi lên trên đó nữa hả? Ờ. Dạ. Đăng đó. Dạ. Anh Nhã, đứng đây mình có thấy cái ruộng nhà mình không? Có. À, đứng đây không thấy anh luôn á. Sao vậy? Anh đen quá. Ngược sáng hay gì? Quay qua tao nước đi. Qua đây nè, quay cái ngọn đăng nè được không? Lên nè. Ở đâu? Quay nguyên cái ngọn á. Tao đang đen liêu qua tôi đi chứ. Mày quay nguyên cái tôi sợ nó che lại á. Đây này, đây quét được nè. Đây, đây là cái ngọn hải đăng á. Hả? Ngọn hải đăng là gì nha? Gắn mấy miếng cước kìa gì vậy? Nhớ cái ngọn hải đăng là để nó gọi đèn cho mấy cái tàu rồi chạy mà thôi. Tuốt trên đây dưới ta. Này ra cho máy bay chạy ba. Hùng máy bay rồi chạy ba. Cho không ba? Tàu không? Thôi vậy mình đi lên trển đi. Bây giờ chưa nói. Cũng chưa núi. Trời ơi, nó bự gì quá. Cái gì vậy? Là được. Chiếu nó bự hơn chị luôn á. Chiếu nó bự hơn hoàng. Ở đó, lâu lắm rồi mới thấy chiếu. Thì ở đây là anh em mình đang đứng trên cái chỗ cao nhất nha mọi người. Cao nhất của cái ngọn hải đăng này, thua cái ngọn trên thôi. Đang đứng ở phía sau bằng á. Bên đó có bán tạp hóa rồi nữa. Hả? Khách du lịch thì đây cũng nhiều người, tại vì bữa nay cuối tuần. Mà cái này mình nghĩ lễ chắc cũng đông dữ lắm á. Lễ là đông dữ lắm luôn á. Ok, thì bây giờ mình quay sơ cho mọi người xem vậy thôi. Còn mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái ngọn hải đăng này làm sao nữa, thì hồi mình qua đậu heo mình quay thêm cái nữa. Ở cái đảo trứng gà. Mọi người xem đậu heo. Đâu? Đó mà. Đậu nào đậu trứng gà? À, trứng gà. Trứng gà nó lấy cái đầu ra quàng. Trứng gà. Giờ không biết tới mình không thấy. À, ở đây phải không? Cái đậu nào? Đó ba viên khè đó không? À, cái cục viên khè vàng vàng hả? Ừ. Đâu rồi. Đây nè. Đây rồi mọi người. Còn cái đảo nào là đảo lộn? Dê. Yeah. Đảo lộn là đảo nào? Đảo lộn là đảo gì ba? Nè, đảo lộn kìa. Đứng đó. Ok, hồi anh em mình qua quay đậu heo cho mọi người xem với nha mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ anh em mình đã tới phòng anh em mình ở nha mọi người. Thì bước vô thì mình thấy cái toilet trước. Mình review toilet trước nha mọi người, mình giống anh chưa tới tóc là vô toilet hử hử chứ nha. Vô hử hử thôi đó. Được. Toilet này 9/10. Ôi là ơi, chào lão, ơi là tao tắm cái mình ngồi mẹ hả? Mày điên hay gì? Vậy? Một thằng vô thôi chứ mày nghĩ sao hai thằng vô vậy? Được mà. Toilet này một thằng vô nha mọi người chứ ai đâu hai thằng. Tắm dễ mà, được mà. Mà nếu hai vợ chồng có ba, còn mày ỉa tao thử chứ có luôn ba. Đây, rồi bên đây sẽ là cái khuôn bếp nha mọi người, cái không gian bếp. Không gian bếp. Nó. Đặc biệt ở đây có tủ lạnh luôn nha mọi người, có máy giặt tủ lạnh đầy đủ, máy sấy, máy ủi đồ, nói chung là như một căn nhà. Khui nè, cái này khui nè. Khui. Cái gì vậy? Anh là lạnh, cái này khui lạnh. Sao không có nước gì chưa vậy? Có. Mình chưa mua nước tự nhiên. Nước mình có nha mọi người. Tại hôm qua mình ở một ngày rồi mọi người, xong rồi cái lịch phòng đó bị trùng á, rồi chuyển lên phòng này thì anh em mình mới quay cho mọi người xem được, chứ hôm qua bề bộn lắm nên mình quay không được mọi người. Đó thì tiếp tục nha. Ở đây sẽ là không gian bếp nha mọi người. Đó. Thì bước ra ngoài không? Bước ra bên phải đây. Bên phải này sẽ là một cái chỗ để cho mọi người giặt đồ rồi thời gian phơi đồ. Thì ở trong đây nó nóng lắm mọi người, có luôn cái máy giặt nha. Đó, nó như cái nhà mình ở vậy đó mọi người, chả khác gì luôn. Nè, tao giặt đồ tới nè. Rồi sang đi giặt đồ đi. Xong rồi tới phòng này. Đây là căn phòng ở nha mọi người. Đây, hôm qua mình ở phòng đôi nhưng mà do là phòng cái giày nó hết rồi mọi người, cho nên là chuyển xuống phòng này phòng đơn.
đó cái phòng đẹp không mọi người? À, phòng này nằm được 3 người á. À, đẹp lắm. Kệ có khăn giấy trên tủ luôn kìa. Ai cái gì? Một hơi một trò chơi được á. Trò chơi gì? Kệ có dép nhóc chơi chưa anh? Trò chơi nó chúng tiền. Dép với khăn nhóc trên đó kìa. Ở khăn nhóc trên rồi. Dạ. Ok thì giờ tiếp tục nha mọi người. Thì đây, bên đây sẽ là cái phần, cái này là cái bàn để mình ăn uống rồi mọi người. Còn bên đây thì bàn để uống nước. Thì đây có cái tivi luôn. Ngoài đây thì sẽ là cái ban công. Cái tủ nữa. Có ban công thì có anh Trường đứng ngoài. Đó. Nghe đi. Đó. Thì đây ban công mọi người, view nè, view biển nha. Đó, đẳng cấp chưa? View triệu đô. View triệu đô. Yeah 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 vô nè mọi người. Đó, view nó sẽ là vậy nè mọi người. Đó, đẳng cấp không? Anh ba vô không? Đúng không? Anh ba vô nè. Đó, đẳng cấp chưa? Cái tủ đây, cái tủ nè. Tủ gì ba? Tủ á. Nè, tủ của anh ba. Dạ. Nè, vô quay cái này nè. Cái gì? Nè. Đây là cái phòng, phòng trong đây. Ê. Nhất là cái này nè. Cái gì vậy? Ê, vậy? À, gói mền chăn đường đây đủ luôn nè. Ngăn nắp dữ lắm luôn. Có niệm mà. Chịu nhất là cái này nha. Ngăn nắp lắm mọi người nha. Ngăn nắp. Ôi có gói trời tối đây gói. Ê, ông nội đi. Đi ra. Có chiếc chiếu luôn nha. Thì bên đây sẽ là một cái phòng. Bên đây một cái phòng nữa nha mọi người. Cái phòng này là mở view ra coi, mở view ra coi. Mở view, mở view, mở view. Mở view chịu đâu cái coi. Ăn sáng ngủ mặn gì vậy? Ngủ chơi thì dư. Đó, để lấy nét nha mọi người. Đó, cái phòng này là view cũng đỉnh lắm nha mọi người. Đó. Phòng này thì cái niệm ở đây rồi. Cái view ngoài đây luôn mọi người. Do hôm qua tụi nó ở view biển rồi. Hôm qua có một cái phòng đôi. Phòng đôi view biển luôn. Thì phòng đôi thì mấy anh em con trai ở. Tụi mình đi với Nhân với Hân cho nên là ở phòng đơn. Hôm qua mới nói ở view biển rồi, bữa nay tụi mình ở view biển mọi người. Nói chung là vậy đó. Nhưng ăn phiền quá à. Chỗ người ta đi ghệ gặp thôi phải ở một mình với chú. Ờ, như vậy có gì đó đấy, ở đây. Đi ghệ gặp ta vô phòng cái chị nằm chính giữa á. Rồi. Sao mày đổi chị? Tao lỗi rồi đó. Đây đây em xin chỗ người ngủ nè. Ngủ đâu? Từ lép. Dạ. Từ đây. Rồi. Người em ra bếp nè. Nói chung là hôm qua anh em mình đã ở trên cái chung cư này một lần rồi. Nói chung là anh em mình thuê nguyên cái này nó tiện luôn mọi người. Ăn uống, nấu nướng hay gì. Nè, đây có đầy đủ hết trơn luôn mọi người. Bàn ủi rồi, máy sấy rồi, cái kiểu luôn mọi người. Mày đẹp trai lắm rồi đó. Tao mày đẹp trai lắm rồi đó. Chỗ người ta đang quay cái mày đi bắt tivi mày coi. Người ta bắt nhỏ lại đó, quay từ từ. Vậy này mày có hoạt hình. Ừ. Coi cái gì? Đó hay nè. Enemy. Đó hay nè. Vô hay nè. Giờ đi tắm biển đi. Xong chơi tắm biển. Ê, chịu chịu tắm. 3 giờ rồi. 3 giờ tắm vừa rồi. Ở dưới đáy bằng đi bắt kim tích nè, đi bắt kim tích. Nè, vô bị cái clip cái coi. Anh ba ơi, đừng cho ba coi nha. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Tủ nó không có gì hết. Đây có nồi cơm điện. Chết mẹ, không có cho anh ba coi này được nha. Không có cái gì vậy? Dạ. Đi ra. Vui gì? Vui vậy, đi ra coi cái gì vậy? Nè ơi. Trời ơi. Được, được, không cho anh ba coi cái này được. Cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì vậy? Massage thái. Ê. Dầu vận động. Ê, 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 cho coi mấy này. Anh ba không cười đâu. Đó, ba mẹ cười cười là đừng có giỡn với ba nghe. Đi em ba. Ê, kiếm đầu dán cái số điện thoại lại nha. Massage thái là gì vậy anh Trường? Hả? Massage thái là gì vậy? Giống như của Việt Nam mà vậy thôi, nhưng mà nó trường má, trường mấy cái thở mồm. À, sao đấy em nó xa hái kỳ. Ok, thì bây giờ anh em mình người xong cái phòng ở cho mọi người xem đó. Rồi anh em mình sẽ ra tắm biển và quay cho mọi người xem. Tích. Ờ, tối nay anh em mình đi bắt tôm tích nữa mọi người. Chút tắm biển bắt luôn mà. Bắt luôn à? Ờ. Rồi ok. Vậy đi mọi người ha. Ok mọi người, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi tắm biển. Yeah. Thì bây giờ anh em mình sẽ xuống lầu xong rồi đi ra biển tắm nha mọi người. Let's go. Tắm xuống lầu. Tập được mấy bữa rồi đi lầu xuống tập chi ba. Đi ra đây nè. Ra đường này nè. Ơi đường này nè. Hôm nay mình đang đi ra ngoài cái chung cư để hướng ra biển nha mọi người. Lại. Gì anh ba? Cái chung cư anh em mình ở trên đây nè mọi người. Tốt trên nữa. Nó đi bị bọng, nó đi bị làm hình ảnh rồi kìa. Kiếp cắt. Kiếp cắt. Kìa, túi kìa, túi kìa. Coi cảnh luôn kìa. Gì?
Cái 30 kìa. Cái 30 có mấy cái điện thoại à? Cái đấy, đợi cái. Dành cái nữa không? Bao vô nước không? Bảo đảm luôn. Bảo đảm luôn. Đã người ta làm bán cho mình. Nhiều cái vậy? 30 chị. Chị có đem họ không? Không. Vậy là em với Dành thôi đúng không? Rồi hai cái. Sao mỗi lần con mua này con xài xong mở ra nước nó vô chị con. Giết lừa. Xàm quá anh ba. Chỗ người ta buôn bán. Hay mà. Cười gì vậy vậy, người ta 3 ngàn luôn nè. Không, chúng chơi 3 ngàn là bao luôn á. Hiện tại anh em mình đã tới cái cột cờ bãi sau á mọi người. Đó. Thì bây giờ mình nói chung là mình gắn vô cái ốp Google rồi nó sẽ cái âm thanh nó sẽ bị ấy mọi người. Mình sợ lắm rồi lúc đợt hư hết một cái Google rồi. Giờ mình phải gắn vô mọi người. Mà gắn vô thì âm thanh nó hơi bị nhỏ với lại nó bị kiểu như nó bị là, nằm ở trong cái hộp á nó bị cái tiếng nó lạ mọi người thông cảm nha. Đẹp không? Quá đẹp. Mấy ông nó qua đường từ từ thôi. Chạy con ba chạy kìa. Xin đường cái, xin đường cái. Xin đường. Xin đường. Qua đây nữa, qua đây nữa. Ơi cho xin đường. Khoan xe. Đứng lại đi. Rồi. Anh em mình đã tới quảng trường Vũng Tàu. Nè lấy đầu lăn múa nè. Đầu lăn múa. Mày đừng có quay bên đây, mày con quay con này đẹp cái gì, con này mày cũng xăm thôi chứ ai xăm. Con nói tao chưa có xăm đẹp. Ok giờ sẽ xuống biển mọi người. Nay mình tới biển nha mọi người nha. Đây. Nhiều đấy khó chơi lắm á. Nhiều 2 giây mọi người. Ngược sáng rồi. Chơi gì ta? Này đang chơi đồ chơi vậy ta? Tại vậy bắt đầu một chỗ nào ơi. Chơi đi thôi chơi. Chơi đi. Đồng dòng chơi. Hả? Đặng có gì đâu chơi. Đồng có gái. Mày xúc ngang coi cái gì vậy? Trời xúc với hèm chứ trời. Bao. Đây để đâu chỗ nào chỗ đi. Ta đang chơi trò chơi bên đó nha mọi người. Hút nước biển hay làm cái gì đó. Khoan. Mình chạy thử không phải luôn à. Không phải ba chạy nè. Đây là biển. Gài mấy ngăn lại hết chưa. Vô chạy nè. Chạy nào mọi ba chạy mãi luôn. 2, 3, dứt. Anh Nam Tông Quân, anh Nam Y Tông Quân ơi. Anh Nam Y Tông Quân ơi. Giang danh Y Tông Quân. Sao mặn vậy ta? Biển mong mặn quá. Nước mặn chát à. Biển ba ơi, nước biển. Thôi hừ đi bắt không được á. Mấy con người xuống cái cây. Ấy thằng ăn có mày chị bắn bikini kìa. Hoài. Ừ rồi đợi nó chi xuống biển luôn vậy. Santo cái anh ba. Ê Sang ơi, mày lặn chứ thấy được mày không? Nước này trong không ta? Anh nhớ.
tầng cho nên là Vũng Tàu này khá là đông luôn mọi người. Ôi camera bị ố rồi. Ố rồi, ố trong rồi. Giờ cái ốp này bị vô nước mọi người cho nên là ôi trời. Nó hơi ố chút xíu mọi người thông cảm nha. Giờ hôm nay ngày cuối tuần nên là khá là đông á. Đi kêu lại đắng đi, đứng thấy hoài. Mình phải trải nghiệm cho này chú kia. Để đắng rồi bắt đầu á. Cái gì? Vậy? Giờ này đi liền hả? Tắm xíu đi. Tắm xíu đi. Lên rồi. Nó bị vô nước rồi. Nhà cỡ mấy rồi. Bà đó bán cái này cho mình mọi người, bữa nói là không có vô nước mà vô đậy điện thoại mình luôn, vô đậy cái bịch này luôn á. Giờ hư cái điện thoại luôn rồi, tại điện thoại mình bị bể mặt sau nè. Cho nên nước vô mà nước này là nước biển nữa. Nó rất là nguy hiểm luôn. Ê bây giờ lấy khăn khô lau thử ơi, Sang lấy khăn lau ơi. Phan bây giờ kiếm nước trắng á, kiếm nước trắng rửa cái đi. Tiền đưa tiền cho nó đi. Cái đỏ đâu lau cái này. Lừa đảo gì ta? Sang đâu rồi? Ủa lộn, thằng Danh đâu rồi? Đi tốt đẳng rồi kìa. Quá trời ơi. Cái của nó có vô nước mà. Đi một số đi. Bán đồ kỳ trời. Nhìn số thấy nguyên một bịch luôn á. Không rửa điện thoại hả? Đi rửa đi, rửa cái đi. Nước suối á Sang, mua chai suối đi, đem ra đây rửa không được. Mua chai suối đi. Mua hai chai đi Sang ơi. Mới có điện thoại có bị gì không mọi người, dữ liệu qua cái clip bọng cũng chậm nhiều lắm. Rồi để xíu đi mà quay cho mọi người xem. Thắc mắc tại sao có 30 ngàn một bịch. Tại hồn ở dưới đây nè, cái ông thằng này không có bán đó. Là đó là một cái đã hình như hơn 30 ngàn á. Không biết nữa. Ok. Hiện tại giờ mình đang đứng trên ngã tư ở ngã ba nè mọi người. Ngã ba gia đình, quảng trường Sang nó mới lên chú xe em chở đi coi sửa điện thoại rồi mọi người. Tại nó có bạn áo, mình không có bạn áo mình không có đi. Không biết sao nữa, không biết nó tắt nguồn luôn rồi. Nó hết mở lên được luôn mọi người. Chắc bị hư bên trong luôn rồi đó. Để mình coi hồi nó sửa đi sửa đồ được không cái đó. Nó tới rồi mọi người. Không có cầm điện thoại rồi. Bỏ sửa luôn bây giờ. Rồi. Điện thoại đâu? Sửa được sao không? Sửa lần tiệm nào hả? Nó hỏi nhiêu tiền. Hỏi nhiêu tiền không? Nó nói chỉ sấy khô mà chứ sửa không có được. Sửa. Nó nói nước biển vô rồi nó hư, nó bị hư bên trong. Biển vô là hư luôn nguyên rồi hả? Nó nói là tháo ra để coi sấy khô, nếu được không được là đem về nhà sửa. Ừ. Gần đây không nhớ tiệm đâu. Nhớ ok. Cái bot mà nước biển vô nó nóng không? Ông nói sấy nhanh mà. Ờ vậy xíu lại lấy. Vậy lát rồi lên, tắm đi lên. Cầm cái tiệm nó tên gì vậy? Tiệm tên gì? iPhone. iPhone luôn hả? Mà biết đường vô? Biết. Nhớ đường ông nội. Thôi. Thôi có ra nhá. Cái bot nó xuống biển á, nó nóng còn hơn gì nữa. Thì hồi nãy cái điện thoại em đó. Cái điện thoại mình vô nước xong rồi mình đổ ra một cái cầm cái điện thoại lên nó nóng gực luôn á mọi người. Nước biển nó ăn dữ lắm. Nó ăn hư mấy cái mạch hết trơn luôn á. Thôi giờ đi xuống dưới coi tụi nó đâu mất tiêu rồi. Chứ biết sao giờ. Xui rủi rồi. Xuống tâm trạng luôn. Ừ ngứa đó. Ủa sao nó ngứa vậy? Sao ta không ngứa? Nghe ta ngứa thì ngại. Ngứa hả? Trời ơi. Ngứa dữ vậy? Sống biển hả? Cái gì ngứa dữ vậy? Biển bắp người ngứa mà. Ngứa dạ. Ngứa lắm mọi người. Giờ mình lạc mấy kia rồi. Mấy kia nó đi lẻ hồi lạc cũng tiêu chân rồi. Xem lên nó xé nước ngoài hả? Có còn gì dưới đây không, sao ngứa dưới ta? Đâu chảy nước đó. Hồi nãy lần kia cũng vậy, giờ ở đây cũng vậy nữa. Nè, túi chống nước này nha.
một đống nước ở trong luôn. Dạ hư cái điện thoại luôn rồi. Dạ. Hư cái điện thoại luôn rồi. Buồn quá. Chán thật sự. Nãy giờ nó đi hút tôm tích nè mọi người. Được 6 con hả? Mày nói 9 con đâu? Được 6 mấy con tôm tích nhỏ nè mọi người. Nhỏ xíu xíu rồi. Mày được á. Con này chắc nhai xương luôn quá. Cắn á. Nó kẹp á. Điện thoại xài được không? Túi này không sao nè mọi người. Nhầm túi nhiều quá. Nhầm cái túi cái 20. 20 triệu quá hay gì? Nhầm cái túi 20 triệu điện thoại đó giờ là hết sửa được rồi. Nước biển vô là đâu sửa được. Nước mạch nãy cây bót á, biết cây bót không? Nó nóng nó muốn cháy lên luôn á. Nó muốn nổ luôn á, nước biển vô á. Thôi giờ anh em mình đi kiếm tin tích hút cho mọi người xem nha mọi người. Có mà nãy chỉ ngăn đầu không có kìa. Có nãy giờ đi với tầm lục. Đi 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 về vậy đây đi. Ok thì mới phát hiện ra được một cái lỗ tôm tích ở đây nha mọi người. Giờ anh sẽ hút nha. Dứt. Thổi lên. Ra ra ra. Hai con. Lỗ này hai con. Đúng rồi, một lỗ hai con, một lỗ hai con, đúng rồi. Vậy hai con à, hai con à. Tôi ra nó hết. Được á, được á em á. Sao tôm nhỏ vậy? Tôm tích này tôm tích sữa hay gì mà. Sao nó không bự và bắp tay? Rồi bắp tay. Không có mắc lỗ đâu sợ. Đây mọi người, đây có một lỗ nữa nha, giờ hết nha. Hết mạnh đi, mạnh không kịch chứ, mạnh lên. Rồi giục ra ngoài, giục ra ngoài. Có, có. Có nhanh mới được. Con à, hàng này con à. Kẹp hả? Nó đó. Con này không kẹp. Do là mưa với lại tới giờ chiều mọi người. Lên mọi người ơi. Mọi người ta lên hết luôn nè. Có cái chú xuống là lượt lên hết, tất cả lên hết luôn mọi người. Giờ đây mình lên chơi luôn nha. Đấy, ok mọi người, đã có thành quả của anh em mình nha mọi người. Đã toàn rồi, vô nhận trước em. À, cầm, nhiêu con? 7-8 con á. Ok, thì tối nay nếu mà không mưa thì anh em mình sẽ đi bắt tiếp tục mọi người. Có đem đèn keo đi bắt. Ok. Mình sẽ có gì nấu mì. Đó, thì mọi người cứ đợi xem mọi người. Tại vì biết sao mọi người, thì anh em đang tắm chuẩn bị đi vòng vòng bắt tin tích mọi người. Thì xui, trời mưa mọi người đó. Đang mưa nữa, ở dưới còn khá là đông nha mọi người. Hồi nãy là cấp chưa mưa mọi người. Nguyên bãi biển là đứng nhìn như kiến vậy đó mọi người. Đó, giờ mưa là ở dưới cứu hộ người ta đuổi lên. Để sợ sóng này kia nguy hiểm mọi người. Nên ta lên lùa lên hết rồi đó. Rồi hẹn mọi người chút xíu nữa. Nếu trời đẹp nha mọi người thì anh em mình sẽ đi đi câu hoặc đi bắt tôm tích. Sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Bây giờ anh em mình tắm rửa thay đồ. Ok mọi người, thì bây giờ anh em mình đi ăn cơm nha mọi người. Lâu rồi hôm qua này chưa ăn cơm. Thì nãy cái sự việc với biển á, thì điện thoại mình nó hư rồi mọi người. Nó banh rồi. Cho nên là tâm trạng mình nó cũng hơi bất ổn xíu rồi. Hôm nay mọi người thông cảm. Mình okay. Có khùng khùng xíu rồi mọi người thông cảm nha. Từ đây tới tối nào đụng là quýnh đó nha. Nói trước à. À đụng rồi giọng vô mặt mày liền á, mày cái đồ. Trời ơi, hồi trước ăn cơm xong rồi mình sẽ đi bắt tôm tích. Đúng rồi. Đêm khuya đi săn bắt. Săn bắt thử coi như thế nào. Giờ anh em mình ăn cơm ở đây xong, anh em mình đi ra biển bắt tôm tích với lại đi săn bắt, nói chung là không phải bắt gặp gì bắt đó đó. Xong rồi anh em mình sẽ quay cho mọi người xem. Gái anh. Gái bắt là có người sẵn cái đầu em. Bắt rồi mà. Mới nói là con bắt đầu đó thì gái nó bắt. Ok vậy anh em mình ăn cơm với nhau mọi người rồi bắt đầu đi bắt tôm tích nha mọi người. Ok. Bye.
anh em mình đang ở bãi sau của Vũng Tàu mọi người. Sau lưng anh em mình là cột cờ quảng trường. Trên đó có mấy chị, có mấy chị nhảy cho anh. Ô, mấy cô nhảy cho anh á, thì mình mới quay cho mọi người xem rồi đó. Bây giờ anh em mình sẽ ra bãi biển này rất là nhiều người luôn mọi người. Nãy giờ mình quay mọi người xem liên vòng rồi đó. Rất là nhiều người luôn tối ra đây chơi á mọi người. Mình thì anh em mình ra đây để bắt tôm tích. Biết gì không? Tại vì tối nay là cuối tuần. Cuối tuần mới sáng vậy đông vậy. Đúng rồi, cuối tuần mới đông vậy đó mọi người. Là thứ bảy anh muốn đi dậu. Với lại mùa này mùa hè nữa cho nên là gia đình dắt mấy người ta tụ trường mát. Tụ trường chưa? Dạ, sắp rồi. Sắp rồi, sắp rồi chưa? Đây coi sắp rồi. Chưa tụ trường. Ôi, chưa tụ trường gì ơi, tào lao. Mày ba phải quá vậy. Thôi nói chung là mình không biết. Nói chung là giờ quá đông rồi. Nói chung là vậy nè. Nói chung là nhìn tuổi thằng tuổi khỉ thiệt. Sao vậy? Ta nắm tay vậy, ta đi cũng lạnh. Đây đưa tay đây. Đưa tay đây nè. Đây. Mai bên nhau bạn. Đưa tay đây nè. Đây. Mai bên nhau bạn. Cái gì vậy? Gì vậy? Nó bắt mình đâu? Nó bắt vô mình hả xung nha. Ai biểu nó kêu giơ tay lên không giơ. Giơ tay lên là đâu bắn đâu. Ai ai đúng rồi, cái đó là. Biết cơ người ta xe di không? Xe di. Bắn là họ nó bắn chúng một bạn nữ nào nữa là nè. Giống mày bệnh. Giờ anh em mình đi kiếm gặp dọc bãi biển mọi người kiếm tình thích bắt chơi. Kệ kệ ra ngoài chơi dưới rồi kìa. Kiếm tình thích không? Chú này đang giờ ngày nấu. Giờ về. Có là tiếp. Có là nó tiếp. Nè nè nè, vô đây có đèn. Bây giờ anh em mình đi về dài nha. Phát hiện thoang tôm tích thì anh em mình sẽ bắt cho mọi người xem nha mọi người. Ok. Bắt tốt kìa. Đâu? Đó. Thằng giấy bời. Ủa? Hôm qua đi qua bên Hồng Nhái đó. Có gì vậy là đảo nhái đó. Gì? Bậy. Có cái nen mực. Cái gì nhái? Đồi nhái. Đồi nhái. Đồi nhái. Có cái nen mực. Nen mực nhá. Nen mực hả? Nen khô mực. Nen mực. Nen mực. Ok, giờ anh em mình đi rồi kiếm nào có cái hang tôm tích thì anh em mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp mọi người. Ok. Ta thấy nè, ta thấy nè đó. Thấy nó luôn hả? Ta thấy nè đó, thấy không? Đây mọi người, có một hang tôm tích nè mọi người. Bây giờ Tàu sẽ hút lên cho mọi người xem nha. Ấy, quay xa xa ra cho thằng Tàu hút nè. Hút dằn tôm lên luôn nè. Dục, dục lên, dục lên. Mạnh lên. Nó đâu? Tàu mới thấy nó đó. Nó đâu? Bơi ra nè. Có ốc rồi nè. Ốc ơi. Sao ủa tao sống nữa. Hết rồi, nó đỏ tiêu chạy. Bỏ đi tao. Cũng hay hơn có thôi à. Hay hơi nó cái cái con này bỏ nha. Cái con này bỏ nha. Sâu như vậy là hơi sâu nha. Bắt để bắt cho mọi người coi, người coi đâu coi đâu coi. Rồi. Dạ chú lên. Phát pin. Đây đây mọi người, phát hiện một hang nữa, đừng có gọi đèn thẳng vô danh. Mới quay không thấy. Đây mọi người thấy không mọi người? Còn có không? Trời ơi mày cú bắp. Lỗ này lỗ dữ hả? Út gì không thấy gì hết trơn hả? Anh út sầu xuống. Ở này chưa bông cát cái gì á. Vậy trời. À. Wow. Rồi. Rồi. Không anh. Xịt nữa rồi. Xịt rồi. Anh út sầu luôn á, nãy giống như biết luôn. À, không biết luôn. Đây. Con cá đó là con cá đục gì đó chứ. Cá này quậy đục nước rồi. Cá này cá sòng. Cá đầu câu. Cái này là cái này cá heo quá. Cá đầu câu. Cá đầu câu. Cá đầu câu. Không được. Không, không dính sao con lỗ. Dẹp đâu rồi? Đang quay đúng không? Đúng rồi. Đây mọi người có một cái hang nữa nè. Mà thấy cái hang này sao nó. Anh hút sầu xuống. Thằng Danh hút nhìn mấy quá. Mẹ ơi. Phù quá. Đưa hút vô mỏ nè. Nhả hút còn hay sầu gì nhả. Đây có lỗ à. Đâu đâu đâu. Quá nhìn lỗ. Thấy nó cứ thấy tụt 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 này. Sâu đi con. Nghe chưa? Sâu nè nhá. Đừng gọi đây nữa. Sâu không? Vậy đúng không? Đúng rồi. Đánh xuống nữa. Đẩy xuống. Đó. 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 Dính này. Ê, có con này ở đây nữa hả? Hai con, hai con, hai con, hai con. Kiếm đầu đựng. Nãy không có lần cầm lên. Hai con luôn mọi người ha. Tình tích nhỏ. Sang. Giờ Sang cầm đèn đi Sang ơi. Bên đây có một hang nữa nè. Hang này không biết phải hang tích rồi ủi ra cây Sang. Còn cây nữa đâu rồi? Ê hang này có nữa nha. Cầm kìa. Em rồi. Cái gì? Đây đây. Đó người ta người. Cái gì? Nè nè nè, hang tôm tích nè, hang tôm tích nè. Ngoài hang tôm tích. Còn rồi. Còn đâu rồi? Đừng có gọi đèn vô cái lỗ. Đừng quay không thấy. Hút đi nhả. Đừng gọi đèn vô cái lỗ ai gọi. Rồi. Vô nha. Đâu? Có cái gì đó.
Có là nhất là rồi không có rồi, có là ủi gà. Rồi hai hang này thấy. Ủa bị ảo bị ảo. Hai hang này bắt được hai, ủa ừ một hang bắt được hai con. Đây bây giờ danh sẽ hút nha mọi người. Dứt lên. Rồi hút lắc rồi qua hang đó. Ê nó nè, nó nè. Ờ bự luôn á. Nó rồi. Nó rút qua rồi xuyên qua. Nghe đây nó đây này nó đây. Đừng gọi đèn vô, đừng gọi đèn vô, đang dẹo rồi thôi. Còn qua bên đây nè anh. Ơ tính bỏ rồi, mình gọi vô hang mình thấy nó nằm trống á. Rồi bắn ngay chúng nó luôn rồi. Rồi rồi nó gãy nó luôn rồi. Làm sao nó còn nhét là trên bạo lực. Đâu rồi, ai bắt bỏ vô sang. Bên đây mọi người. Chết luôn hả? Chết rồi. Sắn đứt ra luôn rồi. Cái con hang nè. Đâu. Đây dính này. Ôi, vui đó. Được rồi, một con à. Bô. Đâu? Này không phải. Hang này cua. Khá là vui mà. Đây nè, nó nè, nó nè. Anh Trần, hút thử anh Trần. Thôi. Làm thử đi. Là không dính đâu. Thử đi. Không dính không. Căng vụ. Mập kìa. Đây. Đây con luôn. Ê, nó nè, nó luôn nè. Để tao đi. Phải nó không, Phải nó đó. Hết chị nè con, đây nè. Thôi nhậu hả đi. Dạ. Dạ. Ê nhậu hả đi. Nó văng ra rồi kìa sang. Nè nè. Nó văng ra luôn. Kiếm cái ly á, kiếm cái gì bỏ vô. Đi mua nước á. Nhậu cho nó xuống hang lợi đi. Sao đi? Bắt nó xuống hang đi. Hả? Nhậu ra nhậu. Nó đâu có là nó kìa, nó đang thạo kìa. Nhậu qua video nó làm. Thấy không con nhậu em. Kìa. Kìa có kìa. Nhỏ quá rồi. Bắt đi. Được rồi. Bắt đi con nó bắt được rồi. Rồi nó kẹp tao á, tao dám bắt đâu. Sang đâu? Sang kìa. Rồi mình kiếm cái gì mình đựng. Có kinh nghiệm hút rồi nha mọi người. Mình có kinh nghiệm hút rồi đó. Hút là phải đẩy cái cây này xuống theo luôn. Nó mới hút sâu được mọi người. Nói chung nãy giờ bắt cũng được nhiều lắm rồi đó. Toàn bắt hả? Rồi nó đập nghe giống tao nãy rồi. Toàn bắt dính hả? Ờ. Wow bự vậy. Chết bự rồi. Nãy giờ bự nhất luôn á. Nè nó còn ngoe ngoe nè. Đứng coi đi. Nó gãy rồi. Kẹp. Cái nữa. Nó cặp á. Một con. Chục con rồi đó. Nhiều hết. Mình nói mình bắt đủ tiền mua điện thoại lên mà. Kìa có chú đó quăng chài không? Đâu? Đâu? Phải không? Cái gì đó? Chài gì nè Diệu? Chài gì mà chứ mua. Cái gì ta? Miếng nước đưa cho miếng nước đi gì lắm? Nước đi. Mấy chú chài luôn mọi người. Không. Bỏ vô, bắt bỏ vô. Kiếm cái ly á. À, không này hả? Hai cái bên luôn nè anh Tội ơi. Hai cái bên luôn nè, Đấy, hai con luôn nè. Chạy nó cưng này chứ. Nè. Nè, con xíu à. Con nhỏ bỏ đi. Nè, bên đây nè anh Tội, cái bên luôn. Không, không, mời chậu. Không có, không có hả chạy nha. Không có đâu. Vì con gì kìa, con gì kìa. Nè, hai con kìa. Dạ, con tích. Ồ, bé xíu à. Kìa, dính xíu rồi. Chứa con đó kìa. Hết rồi. Ủa? Đó, lụm liền. Quay lại con tôm, dính cái quay lại con tôm. Không phải cái gì đó. Đó. Nè. Vậy cũng vậy.
Thấy nó luôn hả? Ừ. Ba mày thấy đừng có đụng mưa nữa ba. Hả? Xuống không? À, lớn con. Kệ con tước nhỏ kìa. Quăng sơn dẻo dễ thấy. Đây hang không với cái hang này nè. Đấy con này nó nè. Chụp nó luôn hả? Nè. Anh coi mấy cái hang mà nó rồi. Thông qua lỗ này, này. Nè, nó dứt dứt nữa tay nè. Trời ơi, dục kẹp. Đây, 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 bự, bự luôn. Sao bự á? Con này bự là bự bằng ngón giữa lộn á. Ngút luôn à. Có đây là bọn. Cái đèn lát coi. Đi gần lên. Cái hang này khá là bự nè mọi người. Dành hút trước em hút trước. Hút trước đi. Dạ. Biết hút trước không dính đúng không? Bây giờ nó dính nè. Dính ai dính đây. Dính đây. Bự vậy. Bự vậy. Đừng có gọi đèn cho nó, đừng gọi đèn cho nó tù. Bự vậy. Đèn quay thôi. Rồi. Dạ lên. Dạ lên. Tôi còn con nào không? Lấy nước để vô. Kìa, bên đây rồi. Còn lỗ nữa kìa. Ở đây có cái lỗ nè. Hút nước xuống. Cái lỗ đó hơi bự á. Nó hở hai cái mà, nó hở hai cái hay không. Kìa, coi hút không kìa. Anh ba tìm cái miếng bự ha. Rồi đây. Đây nè ba, này nè ba. Con này quay được nè. Tải ghê quá. Cái lỗ tay quay nha mọi người. Đây. Không cái lỗ này cái. Nở đây. Nó dính. Quen lắm. Lỗ nó quen. Trời ơi. Nở nó nhả còn á. Bố không bự được gì mấy. Nhỏ không ta? Nhỏ mà nó đào cái lỗ bự dữ trời. Vậy là con tinh tích này nó quen hải rộng lắm. Tinh tích này nó màu mèo quá. Ê con cá bự dữ hả? Đâu. Má nữa không kịp nó chạy. Chạy qua hướng bên đây nè, quên lắm. Ở con cá bự lắm nè. Lấy cái đầu ra, lấy đầu ra. Nè. Bây giờ con cầm. Ơ cá hồi lòi, cá hồi lòi. Cầm cầm được không anh Trường? Không, cá hồi lòi không biết rồi. Không, cá hồi lòi tanh lắm. Cá hồi lòi này hồi lòi thường á. Tanh lắm. Chứ không phải cái bóng sao. Nó đâu sang, nó chui vô kẻ này hả? Kẻ rồi. Cua mọi người, chui kẻ rồi. Dạ. Thấy tao nói gầm gầm á. Gầm gầm hả? Không biết luôn á. Anh Trường ở biển không biết. Dạ dạ ăn sống. Không. Con cái gì con cúm. Cúm. Cúm cái cạn nè xù xù nè cúm. Cúm mà thấy nó co lại nè. Nè dạ ăn sống con tôm luôn nè dẹo. Ghê à. Con tôm sú con. Đúng rồi. Dứt luôn à. Mấy con tôm này ăn được mà. Lấy sạch vỏ luôn nè. Lưỡng. Dạ, con cá nào? Ngọt không? Như tôm kho ta, còn mặn. Bị cái tay bằng cá. Cái tay nào nước biển bằng cá. Qua đó làm gì trời? Ở đây có hàng tôm tùm. Kìa 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 nằm lắm. Ê, để cho con dẹo lại quay đâu rồi? Máy quay đâu, dẹo đâu? Đừng có nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, nó bơi đi á. Thấy không dẹo? Đừng có đợi đạn vô. Đâu đâu rồi. Đó. Đừng nhúng máy quay dưới nha. Mệt lắm á. Đợi đạn lên đi Mộc. Cái đó bự lắm á Mộc. Không mày đợi hay mày nó đi. Chập đi. Chập cũng được. Hút nó, hút nó, con nghe đầu nó. Trời ơi, nó chạy ra kìa. Kìa đây. Chạy vô. Kia ai chạy sau lưng rồi. Sau lưng á. Cái đó bự lắm á anh Trường. À thấy rồi. Hai con nữa ăn ngon. Chập nó được á. Ba chập á nè, ba chập á. Cái lúng gì hả? Nó bò bò hay quá. Cái nào? Bò đây. Không phải nó bò. Hai con. Đây nè. Đồ nó lên trên đây nè. Không có. Rồi dưới này, quay dẹo. Dẹo đang quay, dẹo đang quay nè. Dưới nào? Dưới này. Được cá đâu, được cá đâu. Đây. Lên đây. Cá bự á, hai con bự á. Dục lên trên. Ôi ơi, nó xuống nước rồi bây giờ. Ê, ê, cô dậy xuống nước. Cô ơi. Chạy ra mày. Kiếp. Bự à. Qua đây rồi. Quay đuôi cho nhanh cái đó đi quay. Cái này đi con. Còn một con nữa. Lên cái này đi. Sao anh thấy đường đi. Trời ơi. Con đi sao là không đẹp. Con ghẹ của tao. Dạ. Anh đã bắt ghẹ rồi đó. Thôi. À. Kẹo nó kẹo bên tao rồi. Không có la vào nữa. Chị anh ba. Nó kẹo.
Là anh đau, là anh đau. Giờ nó sao? Ba lên trên bờ đi, ba lên trên bờ. Ba lên trên bờ. Anh ba lên trên bờ đi. Giờ nó quýt. Giờ để ra quýt nó. Rồi đó, đừng. Để xuống đi rồi chụp nó lại. Để xuống cát đi rồi chụp nó lại cái nữa rồi đó. Không có la, anh ba. Không có khóc nha. Giống rồi. Đừng có dọa cái đèn anh ba vô. Chị ngăn này báo nữa rồi đó. Không anh ba, thì cứ giấu nè. Giấu nè. Cái gì lo lo gì gắt rồi. Rồi chui vô. Chui vô hang rồi. Còn bây giờ vũ đi phan đừng có mày, mọi người đừng có gọi đèn nó là sẽ đi ra. Tắt đèn. Mình tắt đèn mình ngồi đây nè, mình tắt đèn thôi. Không không không, nó không vô sâu được, nó nằm kìa, nó còn kìa. Nó còn không vô sâu được. Kéo chừng rồi. Nó hút nó ra. Ai lẹ vô ngón tay vô kéo nó ra. Ba đâu rồi? Ba. Ba. Có nghĩa là vậy mới ba. Đâu. Nghe bự lắm. Hút hút nó. Trong đây nè, tuốt trong đây nè. Né hoài. Nó kẹp á. Thấy cái giỏ đó không? Trong hang này nè. Nó thấy giỏ đâu? Chui vô á. Nó chui vô sau được không? Được. Rồi, tiêu rồi. Mát là bụng tới mắt. Bự lắm, nãy lộ nguyên con luôn mà. Cái hang nhóc ở trên đây mọi người. Quèo. Xin lỗi vì sự bất cảnh này. Ê, mình kiếm cái xào ban mình đập nguyên tảng đá này ra đi. Cái muỗng nè, đưa cho danh cái muỗng nó trồng ra nè danh. À, có cái muỗng kìa. Đó, đụng danh đụng không? Danh hết chọc con tay. Gãy á, gãy càng luôn. Lấy cái muỗng nó ra được đâu, nó gãy càng luôn á. Anh lấy muỗng chọc nó ra đi danh ơi. Dạ, cái muỗng lại. Cái bên này gì? Cái bên này. Bự quá à. Anh hay lắm. Cái muỗng kìa anh học họ nó ra. Chụp lên, chụp lên ba. Cái kẹn con này nhỏ xíu à. Mẹ nó bắt mua chị bá luôn biết điện đâu nè. Anh ba. Nè. Lẹ, thấy nó kẹp không, thấy nó kẹp không. Lẹ, buông ra. Thấy nó kẹp. Rồi, nó nhảy rồi kìa. Chị nhanh nhảy. Kẹp nè. Chụp vô hàng một cái rồi xong luôn. Hết chỗ để luôn hả? Ừ, cứ ngắn rồi. Ai cầm ly không? Đầy luôn mọi người, đầy ly luôn. Thôi, cũng quen. Kiếm chết. Ba cầm muốn đi kiếm ly được. Kiếm báo. Kiếm độ. Kiếm báo. Bây giờ quá trời rồi. Đầy luôn hả? Đi, vậy sao anh chụp ra? Nè, con này. Nè, mọi người, nãy giờ mình bắt nhiều. Nè. Nãy giờ bắt được mấy con này. Chết rồi. Anh ba cho anh mày đó. Con này có gọi đèn trực tiếp vô nha. Cái con này giống con gì, cua hoàng đế hả? Đó. Cua hoàng đế mình. Mấy con ăn được không anh Trường? Con này anh chịu, anh không biết là như này. Không biết ăn đại anh nè. Mình dọc mấy bãi đá mọi người, mấy bãi đá gần biển rất là nhiều luôn. Cái đèn quay bị hư rồi mọi người, giờ lấy cái đèn này quay nó cù bắp quá. Lụm nó. Cắt kịp. Nè, đẩy vô. Ê. Nhiều lắm mọi người, mấy con này nhiều lắm, biết ăn được không, người ta không bắt hay sao. Con này con gì đây, ăn được không trời. Sao nhìn lạ vậy? Hồi sọt lên coi. Con gì? Đây nè, ăn được không trời? Trời ơi, ăn được không trời? Tốn công bắt hồi ăn được nè. Ăn được không trời? Ghê xanh nè. Không phải ghê xanh, cái mặt không phải. Cái mặt không phải chứ. Nói vậy nhiều lắm rồi đó, giờ mình quay ngược về đi. Để hồi mình đi càng xa á. Đi hồi tới bãi trước luôn á. Về. Quay ngược lại đi. Ơi, ở đây có dừa nước nữa. Ăn đi dừa nước nè. Còn luôn chưa có bể. Đi nha mọi người, giờ quay ngược lại nha mọi người. Mấy nó đứng đẳng kìa. Ở biển rất là sợ những cái vụ này luôn đó mọi người. Ảnh hưởng tới những người khác luôn. Ăn uống xong rồi bày rồi xong rồi bỏ vậy nè mọi người. Ôi. Dơ quá thiệt sự luôn á. Mốt người đi chơi cái địa điểm nào mà đi chơi cái gì, chơi đông người mình phải giữ cái vệ sinh môi trường chung mọi người chứ để gì. Thôi giờ nay mình dẹp nha mọi người. Giờ nay mình gom dục đi. Bỏ con ghẹ đó vô cái hộp anh ba kìa. Gom dục mọi người ơi. Kiểu này dơ lắm. Bởi vì người ta sẽ không cho mọi người nhậu dưới đây đâu. Người ta đuổi hết à. Cũng có lý do của người ta chứ.
Ok, giờ để dọn dẹp cái bãi này xong anh em mình đi tiếp. Cuối cùng anh em mình cũng tới được cái quảng trường nha mọi người. Nói chung giờ mỏi giò lắm rồi, giờ cái đèn nó hết pin luôn rồi. Lên tới trên mình quay cho mọi người xem đi. Mình kiếm quán nước ngồi nha mọi người. Này quảng trường nha. Giờ này tắt đèn rồi. Ok mọi người, kìa, bây giờ kìa, tiếp cáp kìa. Tiếp cáp. Kìa chí ngắn nữa kìa. Để có gọi cho lưng tới. Kìa. Ok mọi người, giờ anh em mình đang ngồi trên quán trường mọi người, ngồi bờ kè. Thì mua nước uống nè. Đó, nãy giờ hành quả là quay hành quả nè. Cá đói rồi. Cua đừng bỏ ra nha. Cua ở trong cái ống nó nhiều lắm á. Hồi mình lên phòng đi rồi mình quay mọi người xem. Cua hai ống mọi người. Tôm tích nữa nè. À muốn không biết có đẩy cái ống xuống nè. Giờ hơi nó bò ra hết á. Có ghẹ nè. Đó, nói chung là nhiều lắm mọi người. Thì bây giờ nghỉ mệt cái. Anh em mình nghỉ mệt cái xong rồi lên phòng cho mọi người coi cái hành quả nha mọi người. Xong rồi anh em mình kiếm gì chế biến à. Chế biến trước luôn. Ok á mọi người á. Ok. Cái cát không đổ được. Ok mọi người, ở đây là số cua anh em mình bắt được nãy giờ nè. Ai hỗ trợ cái đèn led cái. Tại cái đèn mình hết pin rồi mọi người. Đây, giờ đổ tôm tích ra nha. Đây có cát nữa nè. Không ra luôn nè. Bị sọc quá. Dạ. Thôi sọc nó chết. Nhẹ nhẹ cho nó chết rồi mình cũng lụt nè. Nên mình nướng mồi thôi, phải ăn được đi. Đâu nướng được, con thư đâu nướng được. Rồi. Trời ơi, em hỏi nghi hư vậy, ăn được luôn hả? Đó, một đống rồi mọi người. Má. Đừng bắt chê mà chứ. Anh đi. Anh đi bắt thêm tích bị kẹt. Nè, nó đảo hang nữa nè. Trong cát mà vẫn đầu hang được nè. Ừ. Trong cái ly mà đầu hang nè, chui giống kìa. Đổ ra. Ở dưới cũng có nè. Nó được đúng không? Ừ, giờ làm gì? Giờ cái giờ số này mình lụt hết đi. Cho lẹ. Lụt cua luôn, lụt hết trơn luôn. Cho luôn đi, cho lẹ. Chăm mươi ư? Chăm mươi ớt. Chăm mươi ớt. Không có. Không có chanh không? Không có chanh đó. Không mươi ớt rồi. Chị phải chị mua chanh. Đâu có chỗ nào bán chanh đâu. Ok, giờ anh em mình chế biến nha mọi người. Xong rồi ăn thử ơi, cái con cua này ăn được không? Với lại cái con tôm tích này ăn ngon không nha mọi người. Ok. Rồi, tăng để tôi tăng. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ khui cái nồi này ra nha. Hồi nãy cái nồi này nó giật giật, điện giật giật trời. Nồi này không giật. Cua bên đâu, cua bên đâu, cua bên đâu. Cua bên đây ha. Quay nữa. Dạ, nắm cửa. Quay nữa. Ôi, quay được không? Dướng rồi nè. Lon. Kệ đi. Lon nó lên, lon. Vậy vợ vậy được rồi. Lon nó lên. Máy. Rồi, ok. Đèn đâu? Một. Hai, ba. Thúi gì vậy? Thơm mùi bà khía. Thơm mùi bà khía mà ủa đó chứ. Chắc cái gỗ là. Cúp điện của người ta đó. Rồi, chắc cái gỗ chứ. Gỗ này lọt hết trơn không nội. Không. Cái tay đấy chắc được. Có cái đồ nhắc không? Lấy cái bao tay nè. Để em xíu mi chê. Ủa ký cáp nào ta? Sáng rồi. Ký cáp. Rồi đổ ra nha mọi người. Không biết cái con này ăn được không, sư cái màu nó ghê vậy. Đúng rồi, màu nó vậy. Ôi. Trúng tay này vậy. Chưa. Để hẳn chứ luôn. Chắc họ cho cái Kit Kat ăn quá. Nói luôn. Nãy giờ đâm mua ớt chưa? Đều đâm mua ớt. Có ớt rồi, khỏi đâm. Xịt nước vô. Gì cho nó nguội. Nóng tôi ăn với nguội chi ba. Nguội sao ăn? Ở lộn nóng sao ăn? Rồi, anh em mình ra nào. Anh em mình ra xơi thử cái mầm hải sản này mình tự bắt nha. Tự bơi. Công tình ngược đuổi. Chắc sang nóng ăn đâu. Sao vậy? Đi vét tu lô rồi. Đây mọi người ra view này ăn đỉnh nè. Rồi ra view này đi. Đây. Mời mọi người ăn hải sản nhiều biển. Rồi để sao? Để lấy gì nè? Ở cái ghế gì vậy? Sắp kiếp. Này ba kiếp. Ba kiếp. Này ba ơi. Bây giờ anh mũi đâu? Kiếp.
Ai quay gì? Ai quay gì đi, để đi. Chó đẹp, đẹp không? Không đẹp. Sao vậy? Không thấy view. Đấy, giờ chúng ta đi đêm mà. Ở cái đầu tao YouTube bơm vậy? Mà buổi sáng mới thấy biển nha mọi người. Buổi tối là thấy màu đen. Tối thấy được gì ta? Người ta gọi nó là biển đen. Ở ngoài cột cờ thì nó bị che khuất bởi một cái tòa nhà lớn rồi, cho nên không thấy ngoài cột cờ. Này mà không có cái tòa nhà đó là cột cờ đẹp lắm. Rồi, rồi. Xin. Vô ăn nè, ăn nè. Xong cái phòng cũ mình thấy. Xong rồi đây. Thì sao mình không bỏ mẹ dưới đất ngồi như cho đông. Đi ngồi ghế đi hai bay vậy. Chết chết luôn. Bỏ dắt thì bỏ vô trong luôn đi cho đông. Ừ. Ủa giờ đây cũng thấy biển. Thiếu view biển mà không có view biển thì thôi chứ sao giờ. Thôi ngồi sofa kìa. Nè, ngồi dưới đây nè. Ngồi dưới đây luôn đi. Sofa, sofa gì nữa giờ. Ây da. Ừ, quậy. Vui, vui cho nó vui. Ừ. Xài còn sống, làm vui đi cho nó vui. Rồi vô, thử đi. Mình em nha. Xài ngọt ngay à. Con tôm tích này mình ăn là mình phải bỏ cái đầu này hả ta? Phải không? Nhai luôn xương hả? Đúng rồi, nhai luôn. Bán bột đâu có xương nhỏ mà nó đỡ lên. Ok, mình đang thử cái con này nha mọi người, trải nghiệm ăn thử cái con này, không biết cái con này ăn được hay không. Ừ, được. Thấy. được bò ăn chưa? Nó giúp mình đi ăn rồi. Ăn rồi hả? Vô mình bắt nó bò. Rồi mọi người nha, mọi người nha, vô ăn rồi. Ăn rồi cơm tết chít cát ngồi đó kìa đó mọi người nha. Mà con anh ba ngồi kế bên mà nói chuyện mà trời ơi thôi thơm nhai nguyên con thôi vậy. Ừ, được rồi. Ê gì? Đắng hả? Thành để ngọt hơn con mấy con cua khác nha. Ngọt ê ê ngọt chưa? Để ngọt với ai nữa. Thử đi. Thôi con tôm tích này nó thơm ghê lắm trời. Cua ngon nha. Nhỏ xíu à, không có bự đâu à. Ừ, thơm. Nè có con bự nè, có mấy con bự nè mọi người. Bắt được mấy con bự nè mọi người, đã lắm á. Đó, đó. Mà 10 lỗ mới có mấy con lộn bởi hai bự. Mười mấy lỗ đó chứ. Đây, tôi mình sẽ ăn cái con cua. Con cái xoài cua. Dạ ăn tôm tích là ngang ơi. Mình không biết cái con ghẹ. Thắng ơi. Con ghẹ. Con ghẹ hải sản luôn trời, súng bắn thằng. Súng ăn hả? Hay là hồi nãy thử cái đó anh bà. Trời ơi nó thối kìa trời. Cái gì thằng tôi ăn? Nó thối quá à. Dễ tán 5 đồng. Cái gì? Thôi mọi người đây ăn tôm tích nha mọi người. Ăn thịt nhiều nha. Qua giờ ăn hải sản nhưng mà không cảm. Mập á. Mà nó thơm nha. Ba cho em cục mà vàng vàng không đó. Thơm béo lắm luôn. Thơm. Cục kít á. Ừ. Kít. Muối luôn. Tôi muốn ngay cái giỏ nó mình thịt như vậy nè mọi người. Chắc. Chắc luôn. Rồi mình sẽ ăn thử thôi. Ngọt. Nguyên con này luôn nè mọi người. Ừ. Thật này con ngọt. Ngọt như bạc khía. Con này con ghẹ. Con ghẹ. Con ghẹ không biết được ăn cái mua anh em. Ghẹ con. Đúng rồi, đúng rồi. Không ta con ghẹ. Ghẹ con nè. Ừ, ghẹ con. Mọi người ăn cái thịt tôm tích nè. Mọi người nha. Thịt tôm tích nè mọi người. Ăn nó béo nó hợp lắm nha. Ngọt. Ừ. Con béo vô. Mọi người ai mình biết con này tên gì mọi người comment cho em biết mọi người. Ờ dân Vũng Tàu á, mọi người dân vùng biển á, biết con này comment tên cho anh em mình nha. Không biết con gì. Mà không nó... biết ăn cái mu được không? Nó ngon không? Hình như con bà chằn hay con chằm dằm hay con chờ bụng gì đó. Mấy con đó sao ăn được. Con chồng quạt quá. Thịt con này không rồi. Được không? Ngon. Ngon quá. Ngọt mà, ngon mà. Trời nãy nè, cái con vô hang á. Ừ. Móc ra đâm lỗ thì được. Trời ơi, thịt nó ngọt như cái kẹn nó ăn dài lắm. Thơm lắm. Ừ. Thơm nữa. Được. Nói chung là món này con gì? Kìa câu kìa. Nè nè, con ghẹ baby nè. Con này là con mắt cà xíu. Dễ thửa, dễ thửa. Con hơi dễ thửa. Ghẹ baby nè. Cam hả? Gam. Con gam hả? Có bán luôn hả? Đó có bán luôn đó, vậy là ăn được mới bán. Phải nào? Ghẹ mini nè, ghẹ baby nè. Đúng rồi, ghẹ baby. Ghẹ baby nè. Đúng rồi. Nè bắt ta. Cái nào bắt ta? Cái mình khác chứ. Tao bắt ghẹ mà. Ghẹ này đã ta. Ngon đó, ăn thử đi, ngon quá. Rạm biển hả? Ngon, có mua hết. Ngon đó. Mua bằng nào? Kiếp ở thành khác, có cái mình khác coi. Nè, nó nè chứ đâu.
con rệm nè, con rệm thôi, nói chung mà ai biết ăn được, nói chung là ai biết mọi người comment cho anh em, mọi người comment này, comment cho nó nhanh gọn lại cho rồi. Nói chung là con này ăn được nha mọi người, ăn ngon nha. Mình thấy thịt nó ngọt á. Đúng rồi. Đầy dày. Nhưng mà ngày hôm nay anh em mình đi bắt cũng có thành quả vậy là vui ha mọi người. Bắt cũng nhiều lắm. Được quá trời luôn, mấy khúc gượt. Mấy khúc gượt á. Người ta... Gượt tối quá rồi không quay được. Đúng vui rồi. Lắm. Người ta câu quá mọi người. Anh đi đây. Người ta câu không có mà lại hút lên thế giới. Kèm lắm. Thôi gạch của kỹ á. Ăn được không nha? Ăn thử. Ăn đi. Được chắc được. Ăn thôi. Ăn thôi. Đây, đây chạy không có kịp đâu. Ăn được luôn hả? Được ba. Nó quả liếc mày kìa con. Con nhìn mày đi. Sao vậy? Ăn đi. Bụng yếu. Dậy đi. Trải nghiệm đi. Thôi con ạ. Hay là Ní ngại, tôi địch giải tán đám đông cho Ní ngồi ăn nha. Giải tán rồi là tôi tán cái mặt luôn. Ăn đi, thử cái review mọi người xem đi. Nói chung là mình bị dướng với mấy cái gạch này mọi người nên mình ăn. Bấy nhiêu tôm tích nhỏ nhỏ này ăn luôn vỏ luôn á. Nhìn nó trong khu đội là mình ăn nè, mình phải mua hút dướng, mình yên toàn. Cho anh cục xài kiếp. Quen kiếp. Xin tay không? Quen kiếp. Mời tất cả mọi người nha. Kiếp cái. Nè mọi người, mời mọi người ăn con tôm tích nhỏ nha mọi người. Ăn luôn vỏ luôn nha. Luộc con cá luôn. Ừ, cái cá rồi. Cá không biết thịt. Cá bự đâu rồi? Ủa hai cá bự đâu? Hai cái đó đâu? 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 Vậy là cái hũ đó bỏ quên đâu rồi đó. Ok, nói chung là cái món này, cái món này ăn được nha mọi người, ngon. Thì clip cũng dài lắm mọi người. Một ngày hôm nay mình gom lại một clip vậy luôn á mọi người, cho mọi người xem cho nó đã mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình nha. Thì ngày mai anh em mình nếu như mà có qua bè Hào, anh em mình ăn Hào, cái địa điểm hot, đang hot ở Bà Rịa Vũng Tàu thì anh em mình sẽ quay tiếp mọi người xem. Còn không có thì chắc anh em mình đi về vé sữa bò Long Thành. Dắt sữa. Dắt sữa bò. Khùng hả mày? Ai cho mày dắt? Mày nói á. Cho dắt luôn hả? Dắt sữa mũ á, lột con bò mũ á. Đâu cho dắt đâu? Dắt cái đầu mày á. Dắt bò mũ á không mày? Ủa, dắt đầu em. Cứ đi dắt đi dắt. Ok, thì nói chung là anh em mình sớm giờ thì sinh hoạt cũng mệt, anh em mình ăn xong rồi chắc nghỉ ngơi mọi người. Rồi ngày mai anh em mình sẽ đi sớm nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình để làm nhiều video hay hơn nữa. Hôm giờ anh em mình đi du lịch thì không có đăng clip được, mọi người cảm nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.